Xin chào các bậc phụ huynh. Hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bậc phụ huynh tải ứng dụng Zoom về điện thoại để con học trực tuyến. Thì chúng ta sẽ thực hiện trên điện thoại thông minh. Và chúng ta sẽ thực hiện theo các bước sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ vào App Store trên điện thoại iPhone hoặc là CH Play trên điện thoại Android. Thì đây là cái màn hình máy điện thoại iPhone của tôi, cho nên là tôi sẽ vào cái phần App Store này. Tôi sẽ kích vào App Store và đánh cái phần tìm kiếm là Zoom và chọn Zoom Cloud Meeting. Sau đó ta sẽ nhấn vào đây để tải cái ứng dụng Zoom Cloud Meeting này về máy. Khi chúng ta tải xong ấy, thì chúng ta sẽ thấy hiện lên cái ứng dụng Zoom này ở trên màn hình điện thoại của mình. Và mỗi lần học thì chúng ta chỉ cần kích vào đây thôi là có thể vào học. Còn ở đây thì máy của chúng ta đang tải. Ta sẽ đợi tải xong. Chúng ta sẽ nhấn vào mở. Vào Join a Meeting. Sau đó ta sẽ nhập cái meeting ID do giáo viên gửi cho vào đây. Tôi sẽ nhập cái meeting ID này. Sau khi mà nhập xong cái meeting ID, nó chuyển xuống bên dưới này là My iPhone, nó sẽ thay tên của học sinh con của mình. Ví dụ đây tôi sẽ thay tên là Kim Anh. Sau đó ta sẽ nhấn vào Join và ta sẽ nhập phần password do giáo viên gửi. Ta lưu ý là cái password và cái ID là đều do giáo viên gửi cho chúng ta trước cái giờ vào lớp học. Nhấn continue. Sau đó ta nhấn OK. Sau đó nhấn join with video. Ở đây Zoom gửi thông báo cho bạn là chúng ta sẽ nhấn tiếp vào cái phần cho phép. Cho phép. Zoom muốn truy cập vào micro, chúng ta cũng sẽ nhấn OK. Và cuối cùng, chúng ta chỉ việc nhấn Call using Internet Audio. Như vậy là sẽ tham gia vào cái lớp học Zoom và con có thể bắt đầu học bài. Hy vọng là những cái hướng dẫn đơn giản này sẽ giúp cho phụ huynh chúng ta dễ dàng tải ứng dụng Zoom về để con học tập trực tuyến trên điện thoại. Chào tạm biệt các bậc phụ huynh.